Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắt tiến sĩ Phạm Đình Quý, bí thư đảng lộng quyền tiểu nhân. Đúng một tuần trôi qua kể từ hôm võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng bị công an Đắk Lắk bắt cóc. Trưa nay, bố của tiến sĩ Quý, võ sư Phạm Đình Trang cho biết ông Quý bị bắt cóc từ tối ngày 23 tháng 9, nhưng đến ngày 30 tháng 9, gia đình ông mới nhận được thông báo của công an gửi qua đường bưu điện. Gia đình ông Trang đã nhận được hai phong bì, đề người gửi là công an tỉnh Đắk Lắk, người nhận là ông Phạm Đình Trang có dấu của bưu điện Đắk Lắk đóng vào ngày 27 tháng 9 năm 2020. Văn bản được gửi là thông báo về việc bắt giữ người bị tạm giam, trường hợp khẩn cấp. Đây là hình ảnh tiến sĩ, võ sư Phạm Đình Quý và bên trái là ảnh chụp thông báo bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp được ký vào ngày 27 tháng 9, tức là sau khi đã bắt giữ tiến sĩ Quý được 4 ngày. Trong khi dư luận xung quanh vụ việc bắt cóc tiến sĩ Quý ngày càng gay gắt, hôm nay có thêm một diễn biến mới cho thấy khả năng phe nhóm Đắk Lắk sẽ không xuống thang. Đó là tạp chí Môi trường và Xã hội bị đình bản 2 tháng và bị phạt hành chính 50 triệu đồng vì đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trong bài viết, bí thư tỉnh Đắk Lắk bị tố cáo đạo luận án gian dối học thuật. Tạp chí này cũng phải thu hồi ấn phẩm có bài viết cung cấp thông tin vụ bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đạo văn. Thông tin về vụ đình bản tạp chí Môi trường và Xã hội đã khiến dư luận lề dân hoang mang và bi quan. Có ý kiến cho rằng ông Bùi Văn Cường sẽ được điều động về Bộ Thông tin và Truyền thông làm lãnh đạo, nên cục báo chí mới sắn tay áo lên giúp ông. Người dân càng được dịp sáng mắt, sáng lòng chứng kiến người tố cáo sai phạm bị bắt cóc. Rồi bây giờ tiếp tục chứng kiến tờ báo đưa tin về sai phạm bị đình bản, bị phạt tiền. Nhà báo Võ Văn Tạo đã đưa ra nhận định rằng Đắk Lắk sai bét nhè rồi. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông viết như sau. Một tuần đã trôi qua, can đan công an Đắk Lắk bắt cóc vợ chồng tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng vẫn trong thế lùm xùm như cái xương móc trong họng ông Bùi Văn Cường, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk cùng công an tỉnh này, nuốt không vô, khạc chẳng ra. Những tưởng quyền uy của một ủy viên Trung ương Đảng cùng danh nghĩa công an tỉnh Đắk Lắk có thể che lấp hành vi rừng rú, họ ngang nhiên trà đạp trắng trợn lên luật pháp hiện hành. Nhiều người đã lên tiếng gọi đây là hành vi của phường Lục Lâm thảo khấu, chứ không phải của công an, lại càng không nên có ở một ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy. Họ phân tích công an Đắk Lắk đã hình sự hóa một vấn đề về dân sự, đành rằng ông Cường có thể chọn cách kiện dân sự, nhưng cách lập luận chỉ được kiện dân sự như vậy chưa kín cạnh. Bộ luật hình sự có điều 156 về tội vu khống với hình phạt tối đa là 2 năm tù và bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần. Đây là hình ảnh kết quả kiểm tra chống sao chép bằng phần mềm TuneIn của Đại học Hàng hải Việt Nam ghi tỷ lệ sao chép là 12%, nhưng lộ ra mâu thuẫn rằng sao chép từ nguồn Internet là 6% và nguồn luận văn khác là 9%. Lẽ ra 6% cộng với 9% phải bằng 15%. Nhưng nghiệt cả thay, vào năm 2017, cơ quan thẩm quyền của Đại học Hàng hải đã có văn bản kết luận ông Cường có sao chép 15% để làm luận văn của mình. Như vậy, việc đạo văn là có thật. Tiến sĩ Quý không vu khống. Dường như không vững tin hành vi bắt tiến sĩ Quý là đúng pháp luật, nên ban đầu công an Đắk Lắk đã tuyên bố họ mời làm việc chứ không phải bắt tạm giam. Bị dư luận báo chí và cộng đồng mạng phản ứng dữ dội sau vụ bắt giữ trái phép, vài ngày sau họ xoay sang khởi tố vụ án và không rõ đã khởi tố bị can và ra quyết định bị tạm giam được Viện Kiểm sát Đắk Lắk phê chuẩn chưa. Coi chừng khởi tố bị can ẩu tạm giam trái pháp luật thì có khi phải bồi thường. Cũng theo quy định tố tụng hình sự hiện hành, nếu công an đã có trong tay quyết định khởi tố bị can và quyết định tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Đắk Lắk phê chuẩn trước khi tiến hành bắt giữ, công an phải thông báo cho gia đình và Đại học Tôn Đức Thắng và phải có giấy chứng kiến của đại diện nhân dân nơi vợ chồng tiến sĩ Quý cư trú. Và việc bắt tạm giam chỉ áp dụng nếu nghi can tại ngoại có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội hoặc xóa dấu vết tội phạm hay nghi can có thể bỏ trốn. Nếu khung hình phạt là nặng như tử hình, chung thân hoặc 20 năm. Đằng này, tiến sĩ Quý đã công khai gửi đơn tố cáo ông Cường đạo văn đến các cơ quan hữu quan của Trung ương và báo chí. Và rõ ràng, việc bắt tạm giam tiến sĩ Quý không phải là biện pháp ngăn chặn cần thiết, mà là một kiểu lộng hành, trả thù tiểu nhân, dằn mặt tùy tiện, bất chấp luật pháp của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng công an Đắk Lắk, để đẹp lòng quan đầu tỉnh, đã bất chấp mọi quy định của pháp luật tố tụng hình sự, bất ngờ bắt giữ trái pháp luật vợ chồng tiến sĩ Quý trong lúc họ đang đi ăn tối ở bên trong một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh,
trước sự ngỡ ngàng của mọi thực khách tình cờ có mặt và cả chủ quán. Đã vậy, vào sáng hôm sau, họ thả vợ tiến sĩ Quý, bắt cam kết không được cho ai biết vụ bắt cóc. Cũng cần biết rằng, theo quy định hiện hành của pháp luật, công chức nhà nước chỉ được làm những điều gì pháp luật cho phép. Đây là hình ảnh bản luận án tiến sĩ của ông Bùi Minh Cường tự nhiên biến mất khỏi trang web của Viện Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Và sau khi cư dân mạng nêu lên ý kiến quá nhiều thì nay lại đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, chưa rõ là nội dung có bị thay đổi hay không. Trong các thủ tục tố tụng hình sự của công an, không có khái niệm mời làm việc. Đây là trò nhập nhèm, lừa đảo, lạm quyền của cơ quan điều tra công an đã thành quốc nạn phổ biến do Bộ Công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật dung dưỡng, mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trách nhiệm xử lý vụ bắt giữ người trái pháp luật này trước hết thuộc về Cục Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trên toàn quốc, chỉ có cơ quan này mới có thẩm quyền và trách nhiệm điều tra, truy tố các hành vi thuộc về nhóm tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tức là đối tượng vi phạm pháp luật là cán bộ, công chức trong các ngành như công an, viện kiểm soát, tòa án, thi hành án. Nếu thực hiện nghiêm túc chức trách, Cục phải lập ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, khởi tố các bị can liên quan, đó là cách tốt nhất để giữ cho bộ mặt chế độ đỡ lem luốc thêm và tránh mắc phải tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Đó là theo điều 369 của Bộ luật hình sự. Lạ lùng thay, cả tuần qua khi cộng đồng mạng và truyền thông trong nước và nước ngoài rầm rộ phản ánh, báo chí trong nước cũng lên tiếng, các cơ quan bảo vệ pháp luật hữu trách và trung ương vẫn mũi ni chè tài. Dường như uy tín Đảng và nhà nước Việt Nam, danh dự quốc thể đối với họ không có là cái gì. Nhà báo Võ Văn Tạo đã đưa ra kết luận như vậy. Còn từ Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bày tỏ sự bất bình về vụ việc này. Ông nói, mình thấy người ta tố cáo sai phải đưa ra tòa án, kiện lại anh ta nói sai, bêu xấu tôi là không đúng, phải xử phạt anh ta. Luật lệ của Việt Nam cũng có luật lệ để trừng trị những người tố cáo sai, vu cáo làm ảnh hưởng đến nhân cách, quyền lợi người ta thì tại sao lại không sử dụng luật mà lại chơi luật rừng rú. Người Tây Nguyên, họ văn hóa, văn minh ghê gớm lắm, nên đấy phải là học văn hóa người ta mà sống, không phải biến mình thành thứ man dợ, rừng rú mà ứng xử. Đài phát thanh EFA tại Mỹ cũng có liên lạc với luật sư Đặng Đình Mạnh tại Sài Gòn để hỏi rõ hơn về điều luật bắt giữ người trong luật pháp hiện hành và nhận được trả lời như sau. Riêng trong trường hợp ông Quý thì việc cơ quan điều tra tỉnh Đắk Lắk bắt ông Quý về phương diện pháp lý là hoàn toàn không có cơ sở để bắt, bởi vì ông Quý đang theo đuổi một vụ về khiếu nại tố cáo. Và việc khiếu nại tố cáo của ông Quý thì lại chưa có sự kết luận là tố cáo đúng hay sai. Cơ quan công an điều tra vội nhảy vào để bắt ông về tội vu khống. Đây là hình ảnh bài báo đăng trên tạp chí Môi trường và Xã hội với tựa đề Bí thư tỉnh Đắk Lắk bị tố đạo luận án gian dối học thuật. Trong đó có đoạn ghi luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường có 3 chương nghiên cứu lý thuyết đã được sao chép khoảng 70% các công trình xuất bản trước đó. Ngoài ra, luận án còn có tình trạng trích dẫn tài liệu ngụy tạo như ghi trích dẫn tài liệu số 48, 49, 57, tức là tài liệu nước ngoài. Nhưng thực tế, hình vẽ và cách diễn giải thì lấy từ tài liệu tiếng Việt của Nguyễn Hữu Quyền với nội dung giống từng câu, từng chữ, từng hình vẽ và nhiều nội dung mô tả rất chi tiết. Và tội vu khống chỉ bắt trong trường hợp người ta tố cáo sai, còn đây là sự tố cáo chưa có kết luận. Bên cạnh đó, luật sư Mạnh cũng chỉ ra những vi phạm về thủ tục cũng như những điểm vô lý trong trường hợp bắt giữ tiến sĩ Phạm Đình Quý của phía công an tỉnh Đắk Lắk. Ông nói tiếp, những trường hợp bắt khẩn cấp được dùng khi hành vi tội phạm mang tính chất rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng và được căn cứ vào mức hình phạt từ 7 năm tù trở lên. Trong khi đó, tội danh theo điều 156 thì hình phạt nặng nhất, cao nhất là 7 năm, nên nếu áp điều này vẫn là không đúng. Cái thứ hai là vi phạm cả quy định việc bắt giữ. Theo anh, theo dõi phải biết, thì ông bị bắt giữ vào 23 nhưng mãi đến 27 thì họ mới ra văn bản thông báo. Lẽ ra khi bắt thì họ phải thông báo ngay cho gia đình, nhưng đến 4 ngày sau họ mới báo. Vi phạm không chỉ thủ tục bắt mà cả thời gian thông báo cho gia đình biết. Còn nhà văn Đoàn Bảo Châu thì bình luận trên trang Facebook cá nhân rằng lương tri của bạn đang thức hay ngủ, đang đi chơi hay chết rồi. Sáng nay dự định làm việc riêng, nhưng sự việc tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý cùng học trò Hoàng Minh Tuấn bị bắt khẩn cấp bởi tố cáo Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, đạo luận văn tiến sĩ, khiến tôi cảm thấy như mắc nợ, không thể không viết. Tôi không hề biết tới họ trước đây, nhưng sự việc ngang trái này khiến tôi cảm thấy bất an bởi mức độ lạm quyền trầm trọng của công an Đắk Lắk. Đây là hình ảnh trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi tiến sĩ Phạm Đình Quý đang giảng dạy. Một xã hội muốn tiến đến công bằng, văn minh và thượng tôn pháp luật
thì quyền lực không thể được dùng một cách tùy tiện như vậy được. Điều đáng buồn hơn nữa là báo chí cũng hùa vào để biện minh cho việc bắt bớ này là hợp lý. Họ nói rằng đây là việc bắt giữ khẩn cấp với người bị tạm giữ, chứ không phải bắt khẩn cấp. Với tôi thì có uốn éo câu chữ thế nào, bản chất cũng vậy thôi. Là một người đứng ngoài, tôi có những phát biểu như sau. Khi tố cáo ai Đạo Văn, thường người đứng ra tố cáo đã có bằng chứng trong tay. Tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý khẳng định, luận án tiến sĩ của Bùi Văn Cường có 3 chương nghiên cứu lý thuyết đã được sao chép khoảng 70% các công trình được xuất bản trước đó. Tiến sĩ Quý cho rằng, ông Cường đã sao chép từ các công bố khác nhưng lại được không trích dẫn nguồn tài liệu và trích dẫn tài liệu ngụy tạo. Luận văn này trên trang của Đại học Hàng Hải được kéo xuống rồi lại được đưa lên vài ngày sau khi dư luận đặt câu hỏi. Là một người từng lấy bằng tiến sĩ ở Trung Quốc, tôi tin là Phạm Đình Quý có đủ khả năng để thẩm định một luận án và khi đưa ra đơn tố cáo là có cơ sở. Phạm Đình Quý là một võ sư xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ học mà đặc điểm của người võ nói chung rất trọng danh dự và chính trực. Bùi Văn Cường, người bị tố cáo Đạo Văn, tiến sĩ, hoàn toàn có thể chứng minh cho sự chính trực của mình nếu tiến hành khởi kiện để làm rõ trắng đen. Đây là hình ảnh tiến sĩ Lê Vinh Danh bên trái, hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng và bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường khi ấy đang giữ chức chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi hiểu cái chức bí thư tỉnh ủy nó to đến đâu và quyền lực đến đâu. Việc dùng công an để bắt khẩn cấp người tố cáo mình là trong tầm tay, nhưng đấy không phải một cách làm đường hoàng và thượng tôn pháp luật. Người nào đã đi trong con đường học hành ở Việt Nam thì sẽ hiểu là chất lượng tiến sĩ ở Việt Nam đến đâu, sự sao chép bừa bãi, nội dung nhợt nhạt đến đâu. Việc một luận án có những điều sao chép ấy không phải là một việc làm cá biệt ở Việt Nam, mặc dù trên mặt bằng hàn lâm của quốc tế, điều ấy là vô cùng tệ hại. Điều đáng buồn, đáng sợ ở đây là việc dùng quyền lực để cà vú lấp miệng em, bịt đi tiếng nói của người dũng cảm, dám nói lên sự thật. Nếu đất nước này cứ bị quyền lực chi phối một cách vô pháp như vậy, thì đấy là một thực trạng vô cùng đáng buồn, vô cùng đáng sợ, bởi nó sẽ khiến giới trí thức chưa kịp thức đã phải giả vờ, ngủ. Lương tri chưa kịp đứng lên đã phải núp kín trong sự an toàn, hèn nhát. Cả một đạo đức dân tộc, cả một tinh thần chính trực của một dân tộc sẽ bị cùn, mòn và xoa đọa. Tôi thường tự hỏi là mình có dở hơi quá không khi mà một số sự việc không hề liên quan mà nó lại có khả năng chi phối thời gian và tâm sức của mình đến như vậy. Nhưng nếu tôi chọn cách sống an toàn, hèn nhát thì liệu tôi có thể nhìn nhận bản thân như thế nào? Một cá nhân được coi là một thất bại khi xã hội khinh bỉ anh ta, nhưng nếu bên trong anh ta còn có lòng tự trọng thì đấy là sự thất bại bề ngoài. Nhưng nếu anh ta khinh bỉ chính mình, đấy mới là cái chết toàn phần bên trong. Tôi không kêu gọi các bạn làm gì to tát. Tôi chỉ có gọi các bạn hãy tự hỏi lương tri, lương tâm của mình đang ở đâu, đang thức, đang ngủ, đang bị bỏ quên, đang đi chơi hay đã chết hẳn rồi. Hãy quan sát và quan tâm tới sự việc nghiêm trọng. Xin cảm ơn. Nhà văn Đoàn Bảo Châu đã đưa ra quan điểm như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020 với bản tin Bắt tiến sĩ Phạm Đình Quý, bí thư đảng lộng quyền tiểu nhân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.